shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ô, có người đang rất là gần anh em ơi. Ngay ngoài, uầy, bắn cái này nó chậm thế nhỉ anh em. Bắn cái này nó hơi chậm, đâm ra là hơi khoai anh em ơi. Bắn nó cứ kiểu gì đấy anh em ạ. Hơi bị khoai, qua đây em ơi. Qua đây mà chơi anh đi em. Thế kết xài gì vậy? Qua đây em ơi. Ủa nó chưa bị đai. Nó chưa bị đai các bạn ơi, đứng lại. Kia đứng lại nhanh em ơi. Ok lên bảng nhá. Đây xác nó thì chỉ có mỗi FPD mà thôi. Có thêm mông gạch rồi anh em ơi. Ở đây xác nó có cả mập bên nam này. Ngon lành, đổi qua format nha anh em. Ôi đừng bạn đây, đừng hạ mình bạn đây. Đừng hạ mình thế chứ bạn đây, đừng. Đừng bạn ơi. Đừng sơi mình thế chứ. Thằng này không có mâm gạch anh em ơi, chán quá nhỉ. Lại gặp được một đứa nó không có mâm gạch. Vứt cái này đi, trang bị ống ngắm nhiệt vào này. Lấy thêm ít đạn tiểu liên thôi. Ủa gây mình nữa hả? Mình mới có 10 quả bóng gạch thôi. Thế này thì bao giờ mới đủ để xây nhà, xây biệt thự đấy các bạn ơi, từ từ nhá. Mình xem mình kiếm thêm bóng gạch cái đã. Mới hạ được hai đứa này. Tầm này sao đủ bóng gạch để xây đây anh em ơi. Chán quá nhỉ. Có 10 quả thôi à? 10 quả thì xây biệt thự kiểu gì? Phải kiếm lấy hai mấy quả thì may chăng. Phải kiếm lấy hai mấy quả thì may chăng anh em ơi. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Ok nhá. Thanh niên tính sơ mình đấy. Thằng này nó không có đại tiểu liên. Để mình vào nhà mình cuốn tạm màu cái đã. Bom gạch đã không có rồi lại còn bị mấy ông này săn cho. Là mình sợ hết cả mình. Sợ thật anh em ơi. Ok. Tầm này thôi. Lượm thêm túi máu nữa. Quan trọng là bom gạch của kẹo đâu. Mình nghĩ là đấy hết bom gạch rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ phải lên cổng trời nhá. Lên cổng trời đi. May chăng thì chúng ta sẽ kiếm được thêm bom gạch mọi người ạ. 10 quả không đủ để xây biệt thự siêu to khổng lồ rồi. Lên trên này kiếm thêm bom gạch thôi các bạn ơi. Ở đây chúng ta có gì đây? Khá là ổn anh em ạ. Đây qua đây. Ủa ơi, không thấy gì cả. Qua phía này cũng vậy luôn này. Để mình lên trên coi anh em ơi. Lên trên và kiếm thêm một gạch thôi. Anh thích xây nhà các em ơi. Xây biệt thự luôn cho nó máu anh em ạ. Để tôi coi nào. Không có bom gạch. 10 quả không đủ xây biệt thự rồi. Thằng nào vậy? Nghe tiếng nó gần lắm anh em ơi. Chỗ này. Chỗ này hả? Ui. Chỗ này hả em ơi, làm sao em ơi? Làm sao qua đây? Nó lại dựng thêm mông gạch các bạn ơi. Mệt mỏi ghê vậy. Đây hả? Thằng bé đây rồi. Làm sao đây? Tìm áp hả? Hai chúng nó chưa team up với nhau anh em ơi. Mình có nên qua xin bom gạch không nhỉ? Qua đây. Qua đây bạn ơi. Uầy. Đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi đừng vậy. Đừng vậy bạn ơi. Uầy. Đừng vậy nhé bạn ơi. Đừng vậy nhé bạn ơi. Ui. Đừng vậy nhé này. Bọn này là mình tốn hết cả bom gạch này. Không sao. Gỡ lại được rồi. Chúng ta có bao nhiêu quả bom gạch ở đây anh em? 10 quả bom gạch. Gỡ lại hồi vốn thôi. Thế còn hồng sắt này. À đây. Ok ngon rồi. Tầm này thì đủ bom gạch để xây xây biệt thự rồi các bạn ơi. Ngon lành luôn chứ nhỉ anh em, mỗi tội là mình thiếu mấy đạn tiểu liên này. Cứ lượm cho có đi.
vẫn bớt cái móc này. Ok, lượng thêm đại tổ liên này hợp lý, cuốn máu thôi. Anh em chỉ kẹo xíu nhá, bọn còn to lắm. Anh em xây biệt thự ok, 19 cái quả mông gạch thì thoải mái rồi. Để mình qua đây, chỗ này đất rộng rộng xíu này, xây biệt thự này anh em này. Ok này, xây nó sát lại gần nhau nha anh em. Kiểu này được không nhỉ? Xây kiểu này hơi tốn này, mình sẽ xây cái kiểu nào nhỉ? Như này đi, cho nó chính xác một tí này. Ok này anh em, xây biệt thự mà anh em, mình sẽ xây cái kiểu 3 viên một lần kiểu này đi. Ok, xong xây như này nữa này. Nó thẳng thẳng tí là ok. Đây rồi các bạn ơi, xây biệt thự siêu to khổng lồ là xây kiểu này này. Đó, thêm cái nữa này. Ok anh em, rất là thẳng nha các bạn ơi. Mình sẽ xây thêm một cái ở giữa này à. Hợp lý. Chỗ này hơi hở này. Thôi kệ, xây thế là được rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên anh em ơi. Lên trên này, phải lên trên này. Lên trên tiếp tục xây nữa là mới ngon. Đó. Và như vậy mình sẽ tiếp tục xây tiếp tầng 2 cho căn nhà của mình nhé. Xây tầng 2 này các bạn ơi. Nhìn qua này. Xây nhanh không là nó nổ hết thì hơi chán các bạn ơi. Xây tầng 2 nha. Ui, có một cái nó nổ rồi hả? What the hell? Xây nhanh, xây nhanh, xây nhanh anh em. Xây nhanh anh em ơi. Chưa xây xong đã tanh bành như này rồi. Thế còn chơi gì nữa anh em? Đây, công trình của mình đã kết thúc đây. Biệt thự siêu to khổng lồ đây. Trông nó cũng giống biệt thự nhỉ anh em. Tôi thấy cũng giống đấy. Nhưng mà bên trong không giống thôi, đứng đây này. Anh em thấy giống biệt thự chưa? Giống cho anh em. Tôi thấy cũng giống đấy. Nhưng mà kiểu như là cái tường gạch này ấy, bom gạch này nó hay bị vỡ nên là sẽ hơi khó thôi. Từ từ các bạn ơi, từ từ các bạn ơi. Bắn gì nhiều vậy, từ từ bạn ơi. Bắn lên đây. Bắn lên đây bạn ơi. Đúng rồi, có giỏi câu lên đây, nào. Câu lên đây không dễ đâu nha. Câu lên đây bạn ơi. Súng kia bắn thẳng thì câu lên đây không hề dễ nha. Làm sao sơ được anh đây? Thằng bé này sơ được mình hơi khó nha. Ui, sơ được mình thì hơi khó nha bạn ơi. Lên bảng. Tuyệt vời, 6 kill rồi. Lượm thêm một cái bom gạch tí nữa bao quẩy lấy cái dựng chơi. Ôi đừng, đừng bạn ơi, đừng. Đừng vậy, đừng vậy, đừng vậy. Đừng vậy chứ bạn ơi. Đừng vậy chứ bạn ơi, ngay sau kia. Thế mà cũng nói sơ bình cơ. Ok thôi, bình tĩnh. Qua đây, qua đây bạn ơi. Qua đây mình sơ ngược lại bạn luôn nhá. Nó qua đây này. Nó qua đây này, làm sao vậy, làm sao vậy. Làm sao vậy, chết vì thùng dầu này. Đáng thương chưa em ơi. Ui dồi ôi, hẳn là chết vì thùng dầu cơ. Buồn chưa, buồn chưa. Ba lô ba này cũng như là có rất là nhiều đồ ngon nha anh em. Ok luôn này. À bạn này thì có dây bật nhá, ngon. Có dây bật thì phê rồi nha em ơi. Anh em tha hồ mà nhảy cao nhá. Tất tên. Phê cho mọi người. Ok này, bo càng ngày càng nhỏ rồi. Và còn lại 6 người chơi nữa mà thôi. Để mình qua đây. Thật ra thì anh xây biệt thự nó không có được đẹp cho lắm. Đơn giản là vì cái khoảng thời gian nó hẹn hẹp quá anh em ạ. Có người đây. Đậu xanh làm sao? Làm sao vậy em ơi? Làm sao vậy em ơi? Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Lên bảng điểm số nhá. Chỗ phía trước thì nó lại ngay là cái vùng ăn mất giáp nên thôi, kẹo không vào đâu. Vào làm gì để mất toi cái giáp chống nổ với lại cái mũ ba của mình. Chạy bộ cho nó an toàn anh em ơi. Ủa đậu xanh đừng. Đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Đừng bạn đây, qua đây, có giỏi qua đây này. Có giỏi qua đây bạn ơi. Qua đây nào, qua đây nào, qua đây nào. Đúng rồi, qua đây. Đúng rồi, qua đây nhé, làm sao. Làm sao em ơi, làm sao em ơi. Làm sao em ơi. Lên bảng điểm số này. Thích solo với anh à, solo với anh thì không dễ thế đâu nha em ơi.
mình còn máu cái đã. 14 túi máu, quá nhiều máu rồi. Thằng này không biết là có đạn súng chưa hay không, không có. Bay vào bo này các bạn ơi. Ui. Ok, đang có trong bo rồi. 3 mạng nữa, 9 kill rồi. Thế này đã đủ gắt chứ các bạn. Có xe nữa hả? Mình xuống dưới mình xem thì có gì không đã. Xong là chúng ta lấy xe chạy nha. Ui, một đứa vừa chạy vào này. Lên đây đi em ơi, anh cho chú xanh bộ nhá. Ngay hướng S này à, lên đây, lên đây. Đúng rồi, lên đây, làm sao? Đúng rồi, lên đây em ơi, lên đây. Xơi anh không dễ đâu nha. Bay qua chơi vậy. Phải đứng dậy anh em ơi. Đằng sau mình có thằng nào vậy? Ủa ấy, nữa hả? Làm sao? Tưởng ở trên mà ngon à? Xuống đây. Mất máu rồi cả đây. Ghê. Thế thì kinh rồi. Thằng bé ngay phía dưới này. Mình nghĩ là mình đã hạ thằng phía dưới trước. Không kể nó cho mình xanh mộ nữa nào, không biết được đâu anh em. Lên xe chạy đi. Lên xe chạy thì có vẻ là an toàn hơn nhá. Ok này, lên xe chạy thôi. Làm sao? Ui, nó phá xe mình luôn này. Phải trở bạn đây, đừng. Đừng phá xe mình nhé bạn ơi. Giúp trong nhà Hải ơi. Giúp trong nhà này, thằng kia ở trên nữa. Mày xuống đây. Xuống đây em ơi. Xuống đây em ơi, bắn linh tinh này, bắn linh tinh này. Bắn linh tinh này em ơi, xuống đây. Bắn linh tinh này em ơi, xuống đây. Anh bảo xuống đây cơ mà, anh bảo xuống đây cơ mà. Chạy linh tinh này. Bo thu thốn cho em ơi, chạy đi em. Chạy đi em ơi. Ok, mình có xe mà anh em, xe mình đâu? Đây rồi, xe mình đây. Vào bo thôi anh em, có xe có máu nữa này, vào bo đơn giản thôi mà. Thằng kia ở phía trên có khi nó chạy xanh mộ đấy. Mình vẫn đang còn đầy máu nhá, thằng kia đâu? Đâu rồi em ơi, chạy nổi không? Không biết đã chạy vào bo chưa, chắc là chưa đấy. Hai mạng cuối thôi. Lại sắp top 1 nữa rồi cả. Ok, cố lên top 1 luôn. Sao phải ngại bộ con thằng nào nhỉ anh em? Để mình lượn lờ qua mấy chỗ này coi nào. Wow. Chỗ này có người này. À đủ bình tĩnh nha anh em. Một đứa ở trên đấy. Lên trên. Không lên trên được anh em ạ. Thằng này chơi hơi khoai này. Mình có bên này. Mình có bên này. Ok, chỗ này xuống đây em ơi. Xuống đây. Tưởng là lên trên mà ngon à. Lên trên nữa không được cơ. Để mình xây một cái bên cạnh con. Xây một cái bên cạnh ra này. Thì máy chắc có lên được nhá. Xem một cái nữa ra ngoài này anh em này. Uầy uầy. Hơi lỗi, hơi lỗi. Xuống đây em ơi. Thằng bé này xây chơi vui đấy. Bắn cái tường gạch này thì tốn đồ anh em ơi. Kệ nó vậy. Bo thu nhỏ rồi mình chạy sau. Đâm thử coi. Monster chắc đâm được tường gạch luôn nha. Bo ngay ở dưới mà. Khá là khôn ngoan. Được rồi, để coi. Bay hẳn lên trên luôn anh em ạ. Ôi thôi xong. Cuốn máu đã. Hơi khoai rồi. Cuốn máu có thật anh em ơi. Không tí là kẹo xanh mộ đấy nhá. Bay lên làm ngay quả. Ngã xuống luôn. Không lên được, không lên được. Không lên được các bạn ạ. Xuống dưới này hơi khó. Mình mà xây tròi bằng nó thì có khác gì nó đâu. Xây tròi thì thấp hơn nó xây cho. Chỗ này có một đứa này. Ok thôi, qua đây. Qua đây đi em ơi. Thằng bé ngay phía trên này. Hơi cao đấy, ui nó hạ kia rồi.
Nhưng mà làm sao mà hạ được mình? Xuống đây. Xuống đây mới hạ được mình này. Mình nằm ngay góc khuất anh em ạ. Bắn cho nó rụng này. Bắn mông gạch này thì có lẽ là hơi lâu rồi. Dụng em ơi. Hợp lý dụng em ơi. Làm sao? Anh bắn cho chú dụng bây giờ làm sao em ơi? Qua đây. Bắn cho nó rụng luôn anh em ạ. Dụng em ơi. 12 viên nữa. Ui. Hơi khoai rồi. Chắc là kệ nó vậy. Bây giờ đã đến lúc mình kệ nó thôi. Còn lại thì cuối thôi mà. Bây giờ còn đạn đâu. Còn mỗi 12 viên thôi à. Chỗ này hả? Thấy rồi. Thấy rồi nhé em ơi. Anh cứ đứng ở dưới mấy chỗ này này. Xem chú làm gì anh. Úi dồi ôi thằng bé này. Nó nhảy xuống này. Ui. Nhảy xuống này em ơi. Ui. Lên bả nhá. Yes khỏe thôi. Ok 11 kill top 1 trong chế độ đó là save và chật nha. Đã bảo với anh em từ mà mình sẽ cố gắng có được một trận nhiều kill hơn trận lúc nãy. 10 kill top 1 này, save và chật này ngầu chưa? Ok lần này và mình đã có được 11 kill ở trong cái ván đấu này nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.